một tai họa riêng tư. Chúng ta tiết lộ bản thân mình trong những phép ẩn dụ chúng ta chọn để miêu tả vũ trụ trông cái cực tiểu Stephen Jay Gould. Như vậy, trong 3.000 năm hoặc hơn, bệnh này đã được ngành y biết đến. Và trong 3.000 năm hoặc hơn, nhân loại đã gõ cửa ngành y tế để mong chữa lành tạp chí Fortune tháng 3 năm 1937 bây giờ ung thư hóa ra là bệnh không gõ cửa trước khi vào, Susan son tác. Bệnh tật như là ẩn dụ chúng ta có xu hướng nghĩ về ung thư như là căn bệnh của hiện đại vì những ẩn dụ của nó quá hiện đại. Nó là bệnh của sự sản xuất quá mức. Sự tăng trưởng bất thình lình phát triển không ngừng tăng trưởng hướng về phía vực thẳm của sự mất kiểm soát. Xi si nhọc hiện đại khuyến khích chúng ta hãy tưởng tượng về tế bào như một bộ máy phân tử. Ung thư là cỗ máy không thể dập tắt mệnh lệnh ban đầu là tăng trưởng, để rồi chuyển đổi thành cỗ máy tự động vận hành và không thể phá hủy, quan niệm về ung thư như là tai họa từ trên trời giáng xuống. Cho đến thế kỷ 20 khiến ta nhớ lại như Susan Sontag đã lập luận rất mạnh mẽ trong cuốn sách Bệnh tật như là ẩn dụ về một căn bệnh khác từng được coi là biểu tượng của một thời đại. Bệnh lao trong thế kỷ 19, cả hai bệnh, như son tác chỉ ra, tương tự nhau trong ý nghĩa ban đầu của từ ghê tởm báo điểm xấu. Tồi tệ, gớm ghiếc theo nghĩa nguyên bản của từ này, cả hai đều vắt kiệt sức sống cả hai đều vươn tới cuộc gặp với cái chết trong hai trường hợp sự kết thứ hơn cả cái chết định nghĩa cho căn bệnh nhưng cho dù có sự tương tự như vậy bệnh lao thuộc một thế kỷ khác nó được viết tắt là tb thứ bệnh lý cực đoan gắn liền với chủ nghĩa lãng mạn thời victoria sốt không suy giảm nghẹt thở và ám ảnh đó là bệnh của nhà thơ John Kitt âm thầm ủ cái chết trong một phòng nhỏ nhìn ra Spanish Step ở Rome. Hay Byron, một sự lãng mạn đầy ám ảnh. Mơ tưởng cái chết do căn bệnh này để gây ấn tượng với tình nhân của mình. Cái chết và bệnh tật thường đẹp giống cơn sốt của bệnh lao. Thoreau viết vào năm 1852, trong núi thần của Thomas Mann. Cơn sốt này giải phóng sức sáng tạo ưng hực ở các nạn nhân. Một sự sáng tỏ, khai minh, thanh tẩy dường như gắn với sự tinh túy của thời đại trái lại. Ung thư được hình dung với những hình ảnh hiện đại hơn. Tế bào ung thư là chủ nghĩa cá nhân tuyệt vọng. Trong mọi ý nghĩa khả dĩ, một kẻ vô nguyên tắc, như Sir Win Nuland nhà văn, bác sĩ đã viết, từ di căn sử dụng mô tả sự di trú của ung thư từ một vị trí đến những nơi khác là sự kết hợp kỳ lạ giữa meta và stasis. Trong tiếng Latin là trên cả tĩnh lặng một trạng thái lạc trôi. Bất ổ cục bộ, thu hút tính bất ổn đặc biệt của thời hiện đại nếu bệnh lao từng giết nạn nhân bằng sự xâm lấn bệnh lý vi khuẩn lao lan dần khoét thùng phổi thì ung thư chèn ép bóp nghẹt chúng ta bằng việc làm đầy các cơ quan với quá nhiều tế bào ung thư nó cũng mang ý nghĩa tương đương bệnh lý của sự quá mức ung thư là bệnh của sự bành trướng nó xâm nhập qua các mô phát triển các cụm tế bào trong khung cảnh chống đối tìm kiếm nơi trú ngụ trong một cơ quan nào đó của cơ thể và sau đó di cư đến nơi khác nó sống liều mạng đầy sáng tạo quyết liệt theo khu vực khôn ngoan và biết cách phòng thủ đôi khi như thể dạy chúng ta cách để sinh tồn đối đầu với ung thư là để đọ sức với con quái vật tồn tại ngay chính trong cơ thể chúng ta nó có lẽ giỏi thích nghi để sống sót hơn cả chúng ta. Hình ảnh này, về ung thư như là hình bóng tuyệt vọng. Tàn ác phản ánh hình ảnh đương đại của chúng ta. Quá ám ảnh bởi vì chỉ ít nó là một phần của sự thật. Tế bào ung thư là một biến thể lạ lùng của các tế bào bình thường ung thư là một hiện tượng của kẻ xâm lược thành công phi thường và là kẻ thực dân một phần bởi vì nó khai thác rất nhiều đặc tính đã làm chúng ta thành công như một loài hai một sinh vật giống như tế bào bình thường tế bào ung thư dựa trên tăng trưởng theo ý nghĩa cốt yếu cơ bản nhất sự phân chia của một tế bào thành hai trong mô bình thường quá trình này được điều tiết tinh vi sự tăng trưởng đó được kích thích bởi những tín hiệu đà kiểu và được ngăn chặn bằng những tín hiện khác. Trong ung thư, sự tăng trưởng mất kiểm soát làm gia tăng số lượng qua từng thế hệ tế bào. Nhà sinh học sử dụng thuật ngữ dòng tế bào để mô tả tế bào chia sẻ chung nguồn gốc di truyền của tổ tiên. ung thư, chúng ta bây giờ đã biết, là bệnh về một dòng tế bào, Gần như mọi bệ nhung thư được biết bắt nguồn từ một tế bào tổ tiên. Thu được khả năng phân chia tế bào không giới hạn và sống sót. Làm tăng vô hạ số lượng con cháu. Câu nói Omni Cellular E Cellular E Cellular. Một tế bào, tạo ra một tế bào của vi khốp lặp lại đến vô tận nhưng ung thư không đơn giản là bệnh về một dòng tế bào. Nó là bệnh về một dòng tế bào tiến hóa nếu như sự tăng trưởng xảy ra mà không có sự tiến hóa tế bào ung thư sẽ không có khả năng mạnh mẽ để xâm nhập tồn tại và di căn mỗi thế hệ tế bào ung thư tạo một lượng nhỏ tế bào có khác biệt di truyền với bố mẹ của chúng khi một thuốc hóa trị liệu hay hệ thống miễn dịch tấn công tế bào ung thư dòng tế bào bị đột biến có thể đề kháng lại sự tơ công Tế bào ung thư thích nghi nhất sẽ sống sót. Chu trình đột biến liên tục. Đáng lo ngại này và sự chọn lọc. Phát triển quá mức tạo ra các tế bào tiếp tục có nhiều điều chỉnh để thích nghi và tăng trưởng trong vài trường hợp. Đột biến này lại đẩy mạnh sự thu nhận những đột biến khác. Sự bất ổn về di truyền. Giống một sự điên rồ đến hoè nhào chỉ cung cấp thêm động lực để tạo các dòng tế bào đột biến, ung thư như vậy khai thác cơ sở của tiến hóa không giống bất kỳ. Bệnh nào khác, nếu chúng ta như một loài là sản phẩm tối thượng của chọn lọc tự nhiên theo Darwin thì cũng giống vậy ung thư là căn bệnh khó tin ẩn nấp ngay bên trong chúng ta những cám dỗ mang tính ẩn dụ như vậy có thể làm chúng ta lạc đề nhưng chúng ta không thể tránh khỏi chủ đề như ung thư khi viết cuốn sách này tôi bắt đầu bằng tưởng tượng dự án này như lịch sử về ung thư nhưng có một cảm giác bắt buộc rằng như thể tôi không viết về một cái gì mà về một ai đó đối tượng của tôi thay đổi hàng ngày thành vào một thứ gì đó giống như một cá nhân. Một tình ảnh bí ẩn, hơi méo mó, như hình ảnh trong gương. Cuốn sách không có quá nhiều lịch sử bệnh học của ung thư. Mà có một thư nhân cách hóa hơn, chi tiết hơn, tiểu sử của nó, vì vậy để bắt đầu lại. Mọi người viết tiểu sử đều phải đối đầu là sự ra đời của nhân vật. Nơi nào ung thư sinh ra? Ung thư bao nhiêu tuổi? Ai là người đầu tiên ghi nhận nó như là một căn bệnh năm 1862? Edwin Smith, một nhân vật khác thường. Phần là học giả và phần là người bán rong, một thợ rèn cổ xưa và nhà ai cờ phọc tự phong. Mua, hoặc như vài người nói lấy trộm cuộn giấy papyrus dài gần nửa mét từ một người bán đồ cổ ở Luxor. Ai cập cuộn papyrus trong tình trạng cũ kỹ tồi tệ. Các trang rách nát, ua vàng lấp đầy các dòng chữ Ai cập nguệch ngoạc, có ý kiến là nó được viết ở thế kỷ năm 17 trước công nguyên. Một bản sao của bản thảo có niên đại 2500 năm TCN. Bản sao vì kẻ đạo văn trong tình trạng quá khờ trương đã bị sai lạc lúc anh ta chép vội thường được ghi chú điều chỉnh bằng mực đỏ bên lề được dịch vào năm 1930 cuộn giấy được cho là chứa những lời dạy dỗ được tập hợp lại của Imhotep, một bác sĩ Ai cập vĩ đại sống vào khoảng năm 2625 trước Công nguyên. Imhotep trong số vài người Ai cập không thuộc hoàng gia mà chúng ta biết được từ vương quốc cổ Ai Cập. Là một con người tân tiến tại trung tâm của sự phục hưng đang lan rộng tại Ai Cập thời đó. Là một tể tướng trong triều đại của vua Dâu ông tìm tòi nghiên cứu về phẫu thuật thần kinh. Thử thách mình trong ngành kiến trúc, và tạo những đột phá ban đầu trong chiêm tinh học và thiên văn học. Ngay cả những người Hy Lạp khi diện kiến trí tuệ cao minh của ông lúc họ hành quân qua Ai Cập phàng thế kỷ sau này. Đã xây dựng hình ảnh về ông như một pháp cổ đại và hợp nhất ông với thần y học của chính họ. Asopius tuy nhiên tính chất đáng ngạc nhiên trong cuộn giấy Papyrus của Smith không phải là pháp thuật và tôn giáo mà là sự vắng mặt của pháp thuật và tôn giáo. Ở một thế giới chìm đắm trong bùa phép và thần chú. Imhotep viết về gãy xương và chật đốt sống với từ vựng khoa học rõ ràng. Khúc chiết như thể đang viết sách giáo khoa phẫu thuật hiện đại. 48 trường hợp trong cuộn giấy papyrus, các vết gãy tay, ổ hoại tử trên da, hay vỡ xương sỏ, được coi như các vấn đề y tế thay vì hiện tượng huyền bí. Với mỗi thuật ngữ giải phẫu riêng, trần đoán tóm tắt và tiên lượng và dưới ánh đèn sáng rõ của một bác sĩ ngoại khoa cổ đại. Ung thư lần đầu tiên nổi lên như một bệnh riêng biệt, như mô tả trường hợp thứ 45. Imhotep khuyên, nếu bạn kiểm tra một trường hợp có khối phồng trên vú và bạn thấy chúng lan khắp vú. Nếu bạn đặt tay lên trên vị trí của vú đó và thấy chỗ đó mát lạnh. Tại đó nhiệt độ luôn thấp mọi lúc khi tay bạn cảm thấy nó. Chúng không có tuyến hạt, không chứa chất lỏng, không tiết ra dịch lỏng, nhưng bạn cảm thấy nó phồng lên khi chạm. Bạn nên nói về nó. Đây là một trường hợp các khối phồng da tôi phải đối mặt với, khối u lồi của Vu Nghĩa là tồn tại vết sưng trên ngực. Lớn, lan rộng và cứng chạm vào chúng giống như chạm vào một quả bóng bọc da hoặc chúng có thể được so sánh như trái dâu chưa chín, cứng và mát khi chạm, một khối phồng ở vú, mát lạnh, cứng dày đặc như một loại trái dâu và lan ngấm ngầm dưới da, khó có cách mô tả nào sinh động. Hơn cho ung thư vú Mỗi trường hợp trong cuộn Papyrus theo sau là một thảo luận ngắn về phương pháp điều trị. Thậm chí chỉ điều trị giảm nhẹ. Sữa được đổ qua tai của bệnh nhân phẫu thuật thần kinh. Bột thuốc đắp vết thương. Mỡ chữa bỏng. Nhưng với trường hợp số 45. Im hô rơi vào im lặng khác thường. Dưới chỗ tiêu đề điều trị. Ông chỉ ghi vỏn vẹn một câu không có cách gì cặp cùng với việc chấp nhận tình trạng bất lực. Ung thư hầu như biến mất khỏi lịch sử y học cổ đại. Các bệnh khác xoay vòng liên tục qua quả địa cầu, để lại đằng sau dấu chân bí ẩn trong các truyền thuyết và trong nhiều tài liệu. Một dịch bệnh mạnh mẽ, có lẽ là sốt thương hàn, tràn qua thành phố cảng của Avaris vào năm 1715 trước công nguyên lấy đi một phần mười dân số của thành phố. Bệnh đậu mùa phun trào như úi lửa trong các túi bỏng, để lại dấu hiệu của các bọng nước che mặt vua Ramses V trong thế kỷ năm 12 trước công nguyên. Bệnh lao lúc tăng lúc giảm tại thung lũng Indas như những cơn lũ theo mùa. Nhưng nếu ung thư tồn tại qua các khe hở của những đại dịch này thì nó tồn tại trong im lặng không để lại dấu vết để dễ dàng xác định trong y văn. Hoặc trong bất kỳ tài liệu nào, hơn 2.000 năm trôi qua kể từ sự mô tả của Imhotep thì chúng ta mới nghe về ung thư nhiều hơn. Và lần nữa, nó là bệnh được che giấu trong yên lặng, một sự xấu hổ riêng tư. Trong cuốn sử ký, được viết khoảng năm 440 trước công nguyên. Nhà sử học Hy Lạp Herodotus ghi lại câu chuyện về Sơ, nữ hoàng Ba Tư, người đột ngột bị đánh gục bởi một căn bệnh bất thường. Sơ là con gái của Cyrus và vợ của Darius, vị hoàng đế kế tiếp của đế quốc Achaemenid, vua của sự tàn bạo huyền thoại, người cai trị một giải đất lớn từ Lydia trên Địa Trung Hải đến Babylon trên vịnh Ba Tư. Vào giữa vương triều của mình, ở to sơ nhận thấy một khối u chảy máu trong ngực cô mà có lẽ phát sinh từ một thể đặc biệt ác tính của ung thư vú là. Ung thư vú dạng viêm trong ung thư vú dạng viêm. Tế bào ác tính xâm nhập vào các tuyến bạch huyết của vú, gây ra khối đỏ và sưng phồng. Nếu như ơ mong muốn, toàn bộ các thầy thuốc từ Babylon đến Hy Lạp sẽ đổ xô đến cạnh giường để chữa trị cho cô. Thay vì vậy, cô rơi vào sự cô đơn khốc liệt và bất khả xâm phạm. Cô của mình trong các tấm khăn, trong sự cách ly tự mình tạo nên, các bác sĩ của Darius có lẽ đã cố để chữa trị, nhưng không có kết quả. Cuối cùng một nô lệ Hy Lạp tên là Demersit thuyết phục cô cho phép anh ta cắt bỏ khối u đó, ngay sau khi cắt bỏ. Ertoser đột nhiên biến mất khỏi câu chuyện của Herodotus. Đối với ông, cô chỉ đơn thuần là một tình tiết nhỏ, chúng ta không biết liệu khối u có tái phát không, cô chết bằng cách nào hay như thế nào. Nhưng thủ thuật chỉ ít đã thành công tạm thời, Ertoser sống. Và đó là nhờ công của Demersit. Cô được giúp thoát khỏi cảnh đau đớn và bệnh tật xâm chiếm cô trong thái độ địa cuồng và tham vọng chiếm lĩnh. Darius đã lên kế hoạch cho một chiến dịch chống lại Syria. Trên biên giới phía đông của đế chế. Bị Demersit hối thúc. Người muốn quay lại quê hương Hy Lạp của anh ta. Ở to sơ nài nỉ chồng mình chuyển chiến dịch sang phía tây. Để xâm chiếm Hy Lạp. Sự chuyển đổi đó của đế chế Ba Tư từ phía đông sang tây và hàng loạt các cuộc chiến Hy Lạp Ba Tư nổ ra, đánh dấu một trong những khoảnh khắc trong buổi đầu lịch sử phương tây. Chính khối u của Otosser đã âm thầm phát động hàng ngàn tàu chiến. Ung thư, thậm chí như là một căn bệnh bí mật đã để lại dấu vết nhận dạng của nó trong thế giới cổ đại nhưng herodotus và imhotep là người kể chuyện và giống như tất cả các câu chuyện câu chuyện của họ có những khoảng trống và không nhất quán ung thư được họ mô tả có lẽ là khối u thật sự hoặc có lẽ họ đang mơ hồ mô tả hoại từ viêm loét mụn cóc hoặc nốt ruồi những trường hợp không thể chối cãi của ung thư trong lịch sử là trường hợp mô ác tính của người bệnh đã bằng cách nào đó được bảo tồn và để đối diện với một căn bệnh ung thư như thế mặt đối mặt để thật sự quan sát trực diện những bệnh cổ xưa người ta cần hành trình đến một ngôi mộ ngàn tuổi ở vùng xa xôi Đồng bằng gió cắt phía nam Peru, đồng bằng này nằm ở rìa phía bắc của sa mạc Atacama. Một dải 600 dặm khô cằn, hoang vắng lọt thỏm trong cái bóng phía khuất gió của dãy núi khổng lồ Andes trải dài từ phía nam Peru vào chai. Được quét liên tục bởi gió khô nóng, địa hình nơi đây chưa từng có mưa trong lịch sử khó tưởng tượng rằng cuộc sống con người đã từng một lần nở rộ ở đây. Nhưng nó đã xảy ra. Đồng bằng được phủ giải rác với hàng trăm ngôi mộ, các hố cạn, nhỏ được đào lộ ra khỏi đất sét và được lót đá cẩn thận. Qua nhiều thế kỷ, loài chó, bão táp, và những kẻ cướp mộ đã đào những ngôi mộ nông, khai quật tử thi, những ngôi mộ còn chứa các xác ướp là thành viên của bộ tộc Kiribaya. Bộ tộc Chiribaya không có cố gắng nào để bảo vệ những thi thể. Nhưng khí hậu trời phú gần như là hoàn hảo cho sự ướp xác. Đất sét thấm nước và các dịch lỏng ra khỏi thi thể từ bên dưới, và gió sấy khô mô từ phía trên. Thi thể, Thường được đặt ngồi, như vậy nhanh chóng đông khô theo thời gian và không gian. Năm 1990, một nghĩa địa lớn được sấy khô như vậy chứa à khoảng 140 thi thể thu hút sự chú ý của Arthur A. Wefder 2 Một giáo sư tại Đại học Minnesota ở Duluth, A. Wefder 2 là bác sĩ giải phẫu bệnh lành nghề nhưng chuyên ngành của ông là khảo cổ học nghiên cứu mẫu vật cổ đại những cuộc khám nghiệm tử thi của ông không giống của faber không được làm trên bệnh nhân sống gần đây mà trên những thi hài được ướp tìm thấy ở những nơi khảo cổ học ông lưu những mẫu mô người đó trong thùng chứa sữa nhỏ vô trùng trong căn buồng giống như mái vòm tại minnesota có gần 5.000 mẫu mô, hàng chục mẫu sinh thiết, và hàng trăm xương bị vỡ trong tủ của ông tại khu vực Chiribaya. AWF d dựng lên bàn mổ xẻ tạm bỡ và khám nghiệm 140 tử thi trong vài tuần. Một thi thể phát lộ một phát hiện bất thường. Xác ướp là của một người phụ nữ trẻ tầm 35 tuổi trong thế ngồi. Với đôi chân cuộn tròn trong một ngôi mộ đất sét không sâu. Khi AUF đơ hai kiểm tra cô ấy, ngón tay của ông thấy một khối phồng cứng trong cánh tay trái. Nếp gấp mỏng như giấy của da, được bảo quản rất kỹ, nhường chỗ cho khối u, nó còn nguyên vẹn và được tô điểm với gai xương. Đây, không nghi ngờ gì, là một khối u xương ác tính. Một sa câu mơ xương ung thư ngàn năm chuỗi được lưu lại trong một xác ướp aoev The nghi ngờ rằng khối u đã vỡ qua ra trong khi cô vẫn còn sống thậm chí những khối u xương nhỏ có thể đau đến không tưởng sự đau đớn của cô ông khô rằng hẳn phải đau đến mở lý trí aoev The không phải là nhà khảo cổ học duy nhất tìm ung thư trong mẫu xác ướp mô xương bởi vì chúng hình thành mô cứng và vôi hóa. Rất có thể tồn tại qua nhiều thế kỷ và được bảo quản ở trạng thái tốt nhất. Có những bệnh ung thư khác được tìm thấy trong xác ướp nơi mô ác tính được bảo tồn. Lâu đời nhất trong số ấy là khối ung thư bụng của Đa Clay ở Ai Cập khoảng năm 400, ông nói. Trong những trường hợp khác, các nhà khảo cổ học vẫn chưa tìm thấy khối u thật sự nhưng có nhiều dấu hiệu còn lại đô khối u trong cơ thể. Vài xương bị thủng với những lỗ nhỏ được tạo bởi ung thư trong sọ hoặc xương vai. Tất cả phát sinh từ ung thư đa hay ung thư vú di căn để lại. Trong năm 1914, một nhóm nhà khảo cổ học tìm thấy xác ướp 2.000 năm tuổi trong hầm mộ Alexandrian với một khối u xâm lấn xương chậu. Louis Lickie nhà nhân học đã đào được Lucy, một trong những bộ xương người sớm nhất được biết đến, cũng phát hiện ra một xương hàm có niên đại từ 4.000 năm trước từ một nơi gần đó. Bộ xương hàm này dấu hiệu của hình thức đặc biệt của ung thư hạch bạch huyết được tìm thấy đặc trưng ở đông nam châu phi mặc dù nguồn gốc của a khối u đó vẫn chưa được xác nhận bằng giải phẫu bệnh nếu pha tiện đó đại diện cho dấu hiệu của một bệnh ác tính cổ xưa thì ung thư không còn là một bệnh hiện đại nữa mà sẽ là một trong những bệnh lâu đời nhất từng thấy trong mẫu cơ thể người rất có thể là bệnh lâu đời nhất tuy nhiên phát hiện nổi bật nhất không phải là chuyện ung thư tồn tại trong quá khứ xa xôi mà là việc nó quá hiếm gặp khi tôi hỏi jobder hai về điều này ông cười lịch sử ban đầu của ung thư ông nói là có rất ít lịch sử ban đầu về ung thư một người vùng lưỡng hà biết chứng đau nửa đầu của mình người ai cập có từ động kinh bệnh giống như phong cùi sarah A được đề cập trong sách của Leviticus, kinh vệ đà của người Ấn Độ có thuật ngữ y học khô bệnh phù thủng và nữ thần đặc biệt dành riêng cho bệnh đậu mùa. Bệnh lao có mặt khắp nơi và quen thuộc với người xưa, như bằng tiết đối với người Eskimo, đến nỗi có nhiều từ để chỉ mỗi phiên bản của nó, nhưng ngay cả những căn bệnh ung thư phổ biến, như vú, phổi và tuyến tiền liệt lại đều vắng mặt, với một vài ngoại lệ đáng chú ý, xuyên suốt lịch sử y học kéo dài không có một cuốn sách hay vị thần nào về ung thư, có vài lý do đằng sau sự thiếu vắng này. Ung thư là một bệnh liên quan đến tuổi tác, đôi khi mang tính lũy thừa. Tỷ lệ ung thư vô cẳng hạn là khoảng 1 phần 400 cho phụ nữ độ tuổi 30 và tăng thành 1 phần 9 cho phụ nữ độ tuổi 70 trong hầu hết các xã hội cổ đại con người không sống đủ lâu để bị mắc ung thư đàn ông và phụ nữ bị hao mòn bởi bệnh lao bệnh phù nề dịch tả bệnh đậu mùa bệnh phong dịch hạch hay viêm phổi nếu ung thư tồn tại nó sẽ chìm dưới biển của những bệnh khác thật vậy sự xuất hiện của ung thư trên thế Giới là sản phẩm của hai mặt tối. Nó trở nên phổ biến chỉ khi tất cả những tác nhân giết người khác đã bị tiêu diệt. Bác sĩ thế kỷ 19 thường liên kết ung thư với nền văn minh. Ung thư, họ tưởng tượng, được gây bởi sự vội vàng và vòng xoáy của cuộc sống hiện đại. Bằng cách nào đó đã kích thích sự phát triển bệnh trong cơ thể. Sự liên kết này thì đúng nhưng nguyên nhân thì không. Văn minh không gây ra ung thư, nhưng bằng cách gia tăng tuổi thọ con người, văn minh đã làm nó hé lộ tuổi thọ. Mặc dù chắc chắn là thành phần đóng góp quan trọng nhất cho số ca mắc ung thư trong những năm đầu thế kỷ 20, có lẽ không chỉ là thành phần đóng góp. Khả năng để chúng ta phát hiện ung thư càng ngày càng sớm và quy cho những cái chết chính xác là do ung thư đã tăng lên đáng kể từ cuối thế kỷ trước. Cái chết của đứa trẻ mắc ung thư bạch cầu vào thập niên 1850 được xem là một sự hoại tử hoặc nhiễm trùng, như Benit mô tả nó. Sự mưng mủ của máu và các kỹ thuật phẫu thuật, sinh thiết và khám nghiệm tử thi tiếp tục mài sắc khả năng chẩn đoán ung thư sự ra đời của nhũ ảnh giúp phát hiện ung thư vú sớm trong tiến trình gia tăng nhanh chóng tỷ lệ mắc bệnh. Kết quả dường như nghịch lý này tạo cảm giác hoàn hảo khi chúng ta nhận ra rằng tia ích cho phép trần đoán sớm các khối u cuối cùng. Những thay đổi trong cấu trúc cuộc sống hiện đại đã dịch chuyển hoàn toàn phạm vi của bệnh ung thư. Gia tăng tỷ lệ mắc của vài bệnh, giảm tỷ lệ này ở vài bệnh khác. Ung thư dạ dày chẳng ngạn, tỷ lệ cao trong khu dân cư nào đó đến cuối thế kỷ 19. Rất có thể là kết quả của một vài tác nhân sinh ung được tìm thấy trong chất tạo màu và chất bảo quản rồi trở nên trầm trọng hơn do độc chất thay truyền nhiễm với vi khuẩn gây ung thư dạ dày. Với sự ra đời của điện lạnh hiện đại và những thay đổi trong vệ sinh cộng đồng đã làm giảm tỷ lệ nhiễm độc chất Dịch bệnh ung thư dạ dày dường như đã dịu đi. Ngược lại, tỷ lệ mắc ung thư phổi ở nam giới gia tăng đáng kể trong thập niên 1950 như là kết quả của sự gia tăng hút thuốc lá. Trong đấu thế kỷ 20, ở nữ giới, với một nhóm bắt đầu hút thuốc trong thập niên 1950, Tỷ lệ mắc ung thư phổi càng đạt đến đỉnh điểm, hậu quả của những thay đổi về nhân khẩu học và dịch tễ học đã và đang rất lớn. Năm 1900, như Roosevelt Park ghi chú, bệnh lao đến lúc này là nguyên nhân phổ biến nhất gây tử vong ở Mỹ. Sau lao là viêm phổi William Osler, bác sĩ nổi tiếng từ Đại học John Hopkins, gọi nó là thủ lĩnh của những cái chết ở đàn ông tiêu chảy và viêm dạ dày ruột. Ung thư vẫn tụt lại hàng thứ bảy xa xôi. Vào đầu thập niên 1940, ung thư ngày càng đáng báo động theo cách của nó, xếp thứ hai trong danh sách. Ngay sau bệnh tim, trong cùng khoảng thời gian, tuổi thọ dự tính của người Mỹ đã tăng khoảng 26 năm. Tỷ lệ người trên 60 tuổi, độ tuổi mà hầu hết bệnh nhung thư bắt đầu tấn công tăng gần gấp đôi, bất chấp sự hiếm hoi của ung thư cổ xưa. Ta không thể quên được chuyện khối u tăng trưởng trong xương của xác ướp 35 tuổi của Aweb D2. Người phụ nữ này hẳn phải lo lắng về nỗi đau gặm nhấm xương cô. Và dần lồi lên từ tay cô. Thật khó để nhìn vào khối u mà không có cảm giác rằng ta đang chạm chán với một cần quái vật mạnh mẽ trong giai đoạn sơ khai của nó.